Chị nặng khoảng 50kg à, nhưng mà gánh này là hầu như hơn chị luôn á, khoảng chừng 5 mấy kg đó. Đi dằn một ổ 20.000 thiệt, mà gia vị đầy đủ, thịt cũng nhiều nữa, cho nên nó chị bán là thu hút vậy. Em đi ngang chị, em thấy chỗ gánh bánh mì ngon quá, em sẽ ghé vào, chị sẽ lấy tiền em. Nhìn ngon mới lấy tiền được, nhìn muốn ăn mới lấy tiền em, còn nhìn mà không muốn ăn thì chị đâu lấy tiền em được. Nãy giờ là truyền thống chị bán gánh quen rồi, cho nên giờ chị bán xe là chị bán ế. Chị bán gánh là chị mới bán đắt, một ngày 200-300 mẫu là có thể lấy tiền được, mà lên xe là bán ngày 100 mẫu bán không hết. Cô này bán cũng trên dưới hơn 20 năm, anh ăn lúc anh còn nhỏ. Cô bán gánh vậy không chứ không có bán gì hết. Bánh mì này nó bình dân mà nó ngon, nó đơn giản mà nó ngon. Chị Lan bán bánh mì là từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ trưa, 12 giờ rưỡi, chị bán tới 6 giờ chiều. Sáng một gánh, chiều một gánh, coi như là ngày hai gánh. Địa điểm sáng thì bán chiều Nguyễn Trãi, còn chiều thì chị bán dạo. Ngày xưa là chị bán là món bò nướng lớp là bún. Từ ngày 20 tháng 9 năm 1991 là chị bán qua bánh mì bò nướng lớp. Như lúc đó là chị bán mới một ngày có 200 mẫu thôi, mà chị thấy bán đắt quá là chị vô nghề luôn. Rồi, cái mâm của chị gồm có là 6 món: món bò, nem nướng, thịt nướng, cá hộp, xí mại, bì. Chị bán giá cả là 20.000 một ổ. Nếu mà ai ăn thịt nhiều thì 20, ăn thịt ít thì 15. Rồi cái tương của ông. Giờ chị bán cái tương này là tương mè, là tương xào, xào tỏi, nêm bột ngọt, đường, muối, là đủ gia vị nó ngon. Ăn với lại bánh mì bò nướng ở lớp. Theo khách đánh giá là nói chị là cái gia vị tương ngon và nước mắm ngon, mỡ hành đầy đủ. Với lại chị bán cũng thoải mái, nhiều lúc khách muốn xin gì là chị cũng cho hết trơn á. Bán bánh mì là khắp mọi nơi là ai cũng đều biết chị á, từ quận 4, quận 8, quận 7 đồ ai cũng biết chị hết trơn á. Từ xa xa ai cũng ghé chị hết, cho nên khách đồ cũng ủng hộ chị dữ lắm. Từ nào giờ chị bán trong cái gánh này là cuộc sống chị lo hết cả gia đình. Tiền ăn, tiền học, tiền con, tiền trường đồ là chị lo hết. Cho nên đó chị bán cái cuộc sống chị dư thì chị không có dư, mà cũng như sống thì được thôi à, chứ dư thì không có dư. Có bán có sống, không có bán thì coi như là không có.